tới là về Việt Nam. Về Việt Nam cầm cái cò vàng cho người về Việt Nam không? Chứ giờ Việt Nam đi. Mình Việt Nam phải đem cái này về. Xin lỗi cô bán vàng. Có hai ngày này lắm đó. Việt Nam, 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 Việt Nam,
cũng như là thả tất cả những tù nhân chính trị ở trên Việt Nam và đòi tự do nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi đến đây để góp một sức mạnh trong cộng đồng người Việt tại đây, để rồi tạo một sức mạnh, sự đoàn kết của người Việt quốc gia trong một công cuộc đấu tranh cho quê nhà. Buộc Cộng sản Việt Nam phải thả tất cả những tù nhân chính trị, tất cả đều phải thả ra vô điều kiện, cũng như là nhạc sĩ Việt Khang mới đây. Xin cảm ơn quý đại. Wow, chú cha! La lên mà con cho nó ấm. Wow, chú cha! Dạ, kính thưa quý vị khán giả đang xem truyền hình. Phái đoàn chúng tôi đến từ Georgia, hơn 70 người. Và chúng tôi cùng nhau đến đây để góp chung một tiếng nói, đấu tranh cho những người trong nước, đòi hỏi nhân quyền và tự do cho những người dân Việt Nam của mình đã từng bị bóc lột vì chế độ cộng sản trong nước. Tôi từng về Việt Nam và được nhiều người trong nước hỏi tại sao mấy ông bà ở bên đây ăn rỡ không sao rỗ rảnh qua đi biểu tình. Tôi xin thưa rằng chúng tôi ở đây, cuộc sống ở Mỹ này rất là bon chen. Chúng tôi cũng phải lo rất nhiều cái vấn đề ăn cái mặc ở xứ sở quê người này. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng tôi chỉ nghĩ cái vị kỷ cá nhân chúng tôi, mà ngược lại, trong có những lần mà phải tranh đấu như vậy để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, cho những người trong nước, thì chúng tôi luôn luôn dành những cái ưu tiên hàng đầu chúng tôi, bỏ hết những cái riêng tư chúng tôi để đến đây cùng nhà góp lên tiếng nói cho thế giới biết rằng Việt Nam đang cần nhân quyền, Việt Nam cần thế giới biết đến để chế độ cộng sản phải ngưng đi bóc lột đồng bào, bóc lột Việt Nam và những người yêu nước còn trong nước Việt Nam. Và tôi xin cảm ơn chị cho biết tên. Dạ, thưa là Kim Phụng. Dạ, đúng.
Cái lý do là chúng tôi theo dõi cái chương trình ký thỉnh nguyện thư gửi đi tòa Bạch Ốc, thành ra Arizona tổ chức và cùng với các tiểu bang khác hiện diện ở đây để ủng hộ cái chương trình thỉnh nguyện thư đã ký rồi. Arizona. Và đồng thời với lại ủng hộ cái hai bài hát của Việt Nam. It's a great event to show support for our, and trying to get support for our human rights and freedom in Vietnam, freedom of speech. I think it's great that everyone came here from all over the United States. We're representing the youth of Chicago, and we just hope that this works out and that the U.S. government will help us bring back rights for Vietnamese people. Thank you. What's your name? Tao. Thank you. And how about you? I don't know. I'm in the same, yeah, same thing basically. We just came here to support, and I'm glad that everyone, I thought it was just Chicago and a couple other states, but we see people from all around the U.S. and I'm pretty proud of that. So it's glad, I'm glad that we're having a good movement for the human rights for Vietnamese people. So yeah, same thing. Oh, thank you. What's yeah, your name? Yeah, Michael. Oh, thank so, you. So same thing, yeah. Thank you. Thưa tôi tên là Nguyễn Văn Phong. Chúng tôi trong phái đoàn của cộng đồng người Việt quốc gia tại Illinois. Chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt chung ở đây với tất cả đồng bào hải ngoại trên khắp nước Mỹ, đồng thời có một số mà chúng tôi được biết là từ các quốc gia tại Âu Châu sang bên này. Đây là nhờ một buổi biểu dương cái khí thế đấu tranh cho một đất nước hoàn toàn tự do, độc lập và nhân quyền. Và chúng tôi kêu gọi Tổng thống Obama phải lắng nghe tiếng nói của đồng bào người Việt hải ngoại là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt tại đất nước Hoa Kỳ này. Chúng tôi đòi hỏi Tổng thống Obama phải can thiệp trực tiếp với chính quyền Hà Nội giải quyết vấn đề nhân quyền một cách thật là triệt để cho đồng bào đất nước chúng tôi được tự do và có một nền hòa bình chân chính. Và dạ, chúng tôi là Lưu Toàn Trung, chúng tôi xin đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tại Illinois. Chúng tôi là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Illinois. Hôm nay cùng với tất cả những nơi khác ở trên nước Mỹ và một số các nước khác ở Canada và Âu Châu, chúng tôi hiện diện ở đây để có cái tinh thần chung là con dân Việt Nam đóng góp cái tiếng nói để đất nước thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền. Cộng đồng người Việt Illinois, chúng tôi tập trung tại đây để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh trong nước rồi tự do và nhân quyền cho Việt Nam, cũng như cả tự do cho những người tranh đấu nhân quyền cũng như tự do cho đất nước bị kết tội và bị cầm tù. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp chính phủ Việt Nam và đặt cái căn bản tự do. Here to support the Vietnamese community because I think that we as a country made some promises to the Vietnamese people in the 60s and 70s that I think we still have a lot of work to do to make up for those obligations and to support these people and to make sure that the Vietnamese expatriate community feels welcome in this country and that they feel that they have the rights and privileges that they want to have for their countrymen back home. Why you stick with the Vietnamese people? Yes, I'm with Tao from Vietnam or from Illinois. We're just here supporting the Vietnamese people. And what's your name, please? Cameron. 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 Yep. Thank you very much. Cảm ơn. Dạ thưa, tôi ở California. Bởi vì mà hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là chúng tôi đòi hỏi cái nhân quyền, dân chủ cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi đòi hỏi là nhà cộng sản Việt Nam phải thả ngay tức khắc những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, là bởi vì họ không có tội tình gì cả, họ là những người yêu nước. Mà tại sao Cộng sản Việt Nam lại bắt tội những người yêu nước? Có phải là những người Cộng sản Việt Nam họ là những kẻ bán nước và làm nô lệ cho Tàu mới đi đàn áp những người yêu nước? Vì vậy tôi muốn tới đây và tôi bày tỏ cái thái độ là chúng tôi
đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ muốn làm kinh tế hay là mậu dịch với Cộng sản Việt Nam với điều kiện là họ phải tự do, dân chủ, nhân quyền và hãy thả tất cả những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước ngay tức khắc. My wife Vietnamese. I'm proud to be a part of this event. I want to support. I have two kids. You know, their origin is from Vietnam. Right. It's where you come from? It's from California. From California, Bosa. In Bosa. Yeah. Went to Wow. It's nice to meet you. And thank you for support. Yeah. My wife is there inside. Oh, inside the White House. Good. Very good. Là Trần Văn Trí ở miền Nam, tiểu bang Nam New Jersey. Dạ, hôm nay chúng tôi ở đây để cùng được sự kêu gọi của ban tổ chức, cũng như trước đây khi mà ban tổ chức kêu gọi là làm cái thỉnh nguyện thư để đưa qua chính phủ Hoa Kỳ, nhờ chính phủ Hoa Kỳ can thiệp với chính nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị cũng như các tù nhân tôn giáo, ví dụ như là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tòa Thích Quảng Độ chẳng hạn, hoặc là bên các tù nhân lương tâm thì có rất nhiều đồng hương chúng ta tập trung đây, và chúng tôi đứng tại đây chúng tôi nhìn thấy là một rừng cờ vàng ba sắc đỏ cùng với cờ Hoa Kỳ, cờ Canada đứng ngay trước tòa Bạch Ốc để coi như là biểu dương cái tình biểu dương cho phái đoàn đại diện của người Việt hải ngoại và gặp Tổng thống Hoa Kỳ để nhờ Tổng thống Hoa Kỳ can thiệp với nhà nước Cộng sản trả lại nhân quyền cho 85 triệu đồng bào chúng ta tại Việt Nam. Cháu và gia đình tới từ Pennsylvania. Cháu và gia đình cháu tới ủng hộ và đấu tranh cho nhân quyền và tự do của người Việt Nam. Cảm ơn cháu. Tôi là cựu quân nhân hải quân từ Vancouver, Canada qua để tham dự yểm trợ cho đồng bào Mỹ để đến quốc hội, đến dinh độc lập của Mỹ để yểm trợ cho cộng đồng Việt Nam tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ chương trình của SBTN để yểm trợ cho tranh đấu cho Việt Nam được tự do và có nhân quyền. Ngày mai chúng tôi còn phải đi vào quốc hội. Hôm nay thành ra tôi đại diện cho Canada. Bác kêu biết quý dân. Dạ, tôi Dương Văn Tấn, cựu quân nhân hải quân. Dương Văn Tấn. Canada. Dương Văn Tấn. Tôi không anh rồi. Dạ. Đài truyền hình nhà vùng thủ đô Athens, Việt Nam thủ đô Athens. Vâng, dạ, thưa chị, chúng tôi đến đây là để cùng với lại các cộng đồng, các tổ chức đấu tranh người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là ở các quốc gia trên thế giới để góp mặt trong cái buổi tập họp ngày hôm nay để đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ quan tâm tới tình hình nhân quyền và tình hình tôn giáo tại Việt Nam hiện nay đang bị bạo quyền Cộng sản Hà Nội chấn lột, chấn áp, bắt bớ, giam cầm. Và đặc biệt, chúng tôi đến đây để tham dự cuộc này để ca ngợi cái tinh thần trẻ mà lần đầu tiên trong suốt 37 năm chúng ta lưu bạt nơi xứ người, chúng ta thấy được rõ rệt là khí thế của giới trẻ chẳng những ở trong nước đang đứng lên. Một Việt Khang mới có 29 tuổi và đồng bào chúng ta thấy ở đây rất nhiều khuôn mặt trẻ mà tại cái quảng trường này đã bao nhiêu năm qua hầu như là chúng tôi đến đây dự chỉ thấy có những mái đầu đã gọi là có gọi là hoa màu, nhưng mà hôm nay chúng tôi rất sung sướng là có rất nhiều được giới trẻ tham dự. Đó là chúng ta thấy rõ rệt là có sự chuyển tiếp trong cái nỗ lực, trong cái quyết tâm để đấu tranh giành lại cho một Việt Nam tự do. Chúng ta không thất vọng và chúng ta tin tưởng rằng thế hệ trẻ đàn em, đàn con của chúng ta trong những tháng tới đây, nếu như quê hương chưa được tự do
chưa được thực sự giải trừ được cộng sản và quang phục được quê hương, thì chắc chắn rằng giới trẻ ở hải ngoại và giới trẻ ở trong nước sẽ đứng lên để làm lịch sử và giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền và nhất là cho vấn đề toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam. Đó là cái ý nghĩa và đó cũng là cái mục đích và đó cũng là cái lòng mong đợi của chúng tôi có mặt ngày hôm nay để tham dự với toàn thể các cộng đồng nơi đây. Quê hương Việt Nam hiện nay từ khắp ba miền quê hương, từ nơi được gọi là thủy tổ của cộng sản tại Hà Nội, Bắc Bộ phủ của chúng, cho đến các đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào, những đồng bào thấp cổ bé miệng của chúng ta cũng đang đứng lên. Vậy thì không có lý do gì người Việt hải ngoại của chúng ta không hy sinh. Đây là một giai đoạn mới và tôi cho rằng đây là giai đoạn quyết liệt và nhất định chính nghĩa phải thắng, bao tàn phải đổ, cộng sản Hà Nội phải sập và đất nước của chúng ta sẽ được giành lại được tự do dân chủ. Và chỉ có như vậy biên cương bờ cõi của chúng ta mới được bảo đảm và chắc chắn chúng ta sẽ thắng được tàu cộng giống như lịch sử của dân tộc dựng nước, giữ nước của ông cha chúng ta hơn 4.000 năm trong lịch sử chiều dài của dân tộc hiện nay. Cho nên đây là cơ hội mà chúng tôi muốn được gửi đến tất cả quý vị. Đoàn kết, quyết tâm đấu tranh, kiên trì đấu tranh và không ngừng nghỉ đấu tranh. Đó là nhiệm vụ của người Việt hải ngoại. Chúng ta không trực tiếp đối đầu với kẻ thù của dân tộc là Cộng sản Hà Nội, nhưng ít nhất chúng ta phải có nhiệm vụ để làm áp lực và chúng ta đòi hỏi cái tòa nhà Bạch Ốc này, nơi mà được gọi là biểu tượng cho cái mà họ gọi là hướng đi của nhân loại là nhân quyền, dân chủ, nhân bản, làm hướng đi chung cho nhân loại hiện nay, đòi hỏi tòa Bạch Ốc, đòi hỏi các cơ quan công quyền tại thủ đô Hà Thịnh Đốn hướng về quê hương Việt Nam, ít nhiều gì sự đau khổ của dân tộc của chúng ta, đất nước của chúng ta hiện nay là Hoa Kỳ, dân tộc Hoa Kỳ và các chính phủ của Hoa Kỳ họ có trách nhiệm đối với cái sự đau khổ quê hương của chúng ta, đòi họ phải làm bổn phận, đòi hỏi họ phải làm những công việc mà bắt buộc họ đã đề ra, đó là tự do tôn giáo, đó là tự do nhân quyền. Dạ, thưa tôi là tiểu bang Arizona gần với California, chúng phái đoàn Arizona chúng tôi về đây được 9 người. Chúng tôi gồm có 5 anh em trẻ và lớp già chúng tôi là 4 người. Tôi là Lý Văn Hợp, 82 tuổi. Chúng tôi về đây để cùng với tất cả đồng bào Việt Nam sống tại Hoa Kỳ yểm trợ cho cái cuộc đấu tranh đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Obama đã làm áp lực với Cộng sản Việt Nam, trả lại quyền làm người của người dân Việt Nam, trả lại quyền tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo, nhất là những tôn giáo đang bị cộng sản đàn áp, cách riêng như Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, Thái Hà Giáo hội Công giáo và dòng Chúa Cứu Thế, Hòa Hảo, Thuần Túy. Trong đó có những anh em đang nằm trong tù như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cả đời ngài đã nằm ở trong tù đấu tranh kiên cường để giải thể chế độ cộng sản, đem tự do và nhân quyền cho tất cả mọi người dân tộc Việt Nam và nhất là các tôn giáo. Dạ, kính thưa chị, kính thưa quý vị, Bảo Khánh từ Việt Nam Sydney Radio, Sydney, Úc Châu đã lặn lội nửa vòng trái đất đã đến đây để cùng với đồng bào Hoa Kỳ trong một cái ngày rất là trọng đại, rất là đặc biệt trong lịch sử của người tị nạn Việt Nam. Đó là cái ngày mà chúng ta đã đạt được cái con số 120,000 chữ ký để cho mọi người thấy rằng tinh thần tranh đấu của cho nhân quyền Việt Nam của đồng bào hải ngoại của chúng ta vẫn còn rất là cao. Và Bảo Khánh đã được sự hỗ trợ của các thính giả cũng như đồng bào ở trong đồng hương ở tại Úc Châu để đến đây để mà góp mặt với đồng bào Hoa Kỳ. Và một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn anh Trúc Hồ, cảm ơn SBTN, cảm ơn tất cả những vị như anh Nguyễn Đình Thắng đã làm được một cái việc góp lửa như vậy rất là tuyệt vời. Rất mong là chúng ta sẽ đạt được càng nhiều
thành công hơn trong tương lai để sớm giúp cho đất nước của chúng ta thoát khỏi Anh cộng sản độc tài, có tự do như quyền. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy phải đoàn Úc Châu chỉ có một mình chị thôi. Dạ, cảm ơn chị. Ngày hôm nay tốt đẹp để cùng nhau biên biên Lào, để cùng nhau để yếm nhự về dân chủ nhân quyền, nó còn lưu manh diệt tộc nó bị phá tại đất nước, và bây giờ nó qua Nam Giang và Lào đó, tất cả quốc tế đi, dù sao đi nữa Việt Nam cũng là các bọn biên tộc Việt Cộng là tàn nhẫn vô nhân đạo, giết hại dân Khmer, dân Việt Nam, và hiện tại thì đã chạy qua Việt Nam giúp đỡ cho Chia Rút và Hun Sen để đem dân Việt Nam qua bên cả triệu ở tại các tỉnh ở tại Nam Giang. Hiện tại giờ chúng tôi hôm nay vì cái đại hội trên một quốc, tôi nói đây là cộng đồng người Việt Nam ở tiểu bang Giọt Ra. Chúng tôi là một lực lượng rất hùng hậu, đi trên hai chiếc xe khoảng 70 người. Chúng tôi đến đây là dự của cái đại tranh đấu cho nhân quyền. Thứ nhất là cho những người mà đã bị cộng sản họ đấu tranh vì dân chủ mà bị cộng sản bắt nhốt, đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa là tranh đấu cho Việt Nam là một nhạc sĩ trẻ rất có lòng yêu nước, đã viết hai cái bài nhạc và cái chấn động cho trong nước và ngoài nước. Và hai bản nhạc đó là tất cả người Việt hôm nay hơn một tháng nay đã biết rồi. Đấy, bản nhạc ai anh là ai, Việt Nam tôi đâu. Cái việc đó nó đã được là Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng
là đưa lên trên đài SBTN đã mà kiến thị nguyện thị thị thỉnh nguyện thư dự trù là 25 chữ ký, 25.000 chữ ký, nhưng mà đến nay là hơn là 120.000 chữ ký rồi. Đó là một sự đoàn kết rất của mà Việt Nam chúng ta đi nạn ở đây rất là chặt chẽ. Và hôm nay không những có là phái đoàn Việt Nam, tất cả các tiểu bang đến đây mà để đòi hỏi cái vấn đề dân chủ cho những người Việt Nam, mà còn tôi thấy là tất cả các nước như Lào, Miên, tất cả những cái nước mà đã chống cộng sản họ đều có mặt hôm nay. Tôi rất hân hạnh đã được tham dự buổi hôm nay. Tôi là nhà báo của Trung Quốc, trong một tờ báo lớn ở bên Rộng Ra, tên Phan Ngọc Châu, chân người bút hiệu là Sông Văn Châu. Xin chào chị, cảm ơn chị bé bảy đã đến hôm nay có dịp tôi phỏng vấn cho tôi. Xin chào chị. Ok, chú rồi, rồi, rồi. Chào chị, chào đẹp quý vị. Rồi. Đẹp quý vị. Cái chuyện đó còn phải đây không? Rồi mình ra mình ca đi. Anh em mình nói đi ca đi. Chạy. Đi đâu? Mấy đứa đi không mất ca nãy giờ đâu. Mày đi đón cháu ngoại, trời ơi tụi em á. Biết nhưng mà bây giờ chạy. Nãy giờ hết đắp lại xong núi hết mở rồi. Rồi. Cho tôi xin một tấm với lại chúc hồ coi, làm ơn cho tôi xin một tấm với chúc hồ. Nhạc sĩ. Ok. Ở đây là quốc gia, lá cờ tượng trưng cho quốc gia. Đúng rồi. Ê, chúc hồ. Nay mới được gặp. Chị làm ơn cho tôi một hình, wow. Một tấm với lại mấy anh chúc hồ. Đây chúc hồ. Đây chị làm ơn. Đến đây. Thank you chúc hồ. Cảm ơn chúc hồ. Anh cũng sướng cái này rất là hay. Rồi, cảm ơn chị Liêm. Tuyệt vời. Rồi. Cảm động quá. Hôm nay được hân hạnh đứng cạnh chúc hồ. Trời ơi. Cứ vô đây chứ trời em đứng em nói biết bao giờ chụp được. Đây chụp cho tấm đi tôi. Ngó đây đi. Chúng tôi đứng đằng sau nữa. Ai cũng có phần từ từ đằng sau. Tôi cái này thương cái đi. Đây tôi chụp. Đưa chụp cho chốt đi. Ở đây là dân Minnesota tới đây rất hâm mộ chúc hồ. Tất cả mọi người đều hâm mộ chúc hồ hết. Xin nên chúc hồ có vài lời. Chúc hồ nói đi. Chúc hồ. Đây đây truyền hình, đài truyền hình nói đi. Chúc nữa. Chúc hồ bản thân rất là cảm động. Đã thấy tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em đều có mặt ở đây ngày hôm nay để chúng ta tranh đấu cho quyền làm người của người dân trong nước. Chúng ta chắc chắn sẽ dùng hết sức chúng ta có, ngay cả đến ngay tính mạng của chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho đến ngày cuối cùng, cho đến ngày Việt Nam mình, người dân mình được có quyền sống, quyền làm người. Nhưng mà chúc hồ phải nhớ một câu Mỹ thường dùng cái chữ policy không á? Tôi đã hỏi. Mình cứ dùng sức mạnh của mình, mình cái mùa bầu cử thôi. Cái mùa bầu cử này mà mình không làm không xong á, mình phải đợi 4 năm nữa lâu lắm. Chính anh đã hỏi một câu mà kỳ mà để trả lại cái sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã hỏi những người Mỹ tại sao đã biết Việt Cộng đã dùng cái đường mòn Hồ Chí Minh để xâm nhập vào miền Nam và đánh chúng ta trong biển cổ Tết Mậu Thân, hoặc là dùng con đường để tiến vào chiếm đóng đánh An Lộc và dùng đường mòn Hồ Chí Minh, mà chính quân đội Mỹ và US Department của nó, Quốc Defense Department đã biết, mà tại sao không trận ngay trong trứng nước? Thì mấy ông kia, ông Mỹ, ông trả lời that is the policy. Tức là bởi vì ngày mai chúng ta phải có mặt ở quốc hội. Quốc hội là nơi lập pháp. Chúng ta phải vận động quốc hội lập ra những cái luật để mà chúng ta có thể giúp được cho những người trong nước. Đúng. Chúng ta phải ở quốc hội là quan trọng nhất. Đúng. Đi theo chúc hồ ngày mai. Phải nhớ là quốc hội đã bỏ miền Nam năm 1975. Lập pháp bỏ chứ lập pháp không có bỏ. Chúng ta phải tranh đấu từ bên quốc hội. Đúng rồi. Đây là tranh đấu cho vấn đề nhân quyền. Và chúng ta cảm ơn Tòa Bạch Ốc, các nhân viên Tòa Bạch Ốc đã tiếp kiến phái đoàn chúng ta để lắng nghe nguyện vọng chúng ta cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và chúng ta cũng yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ hãy làm áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
để trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị trong nước, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang mà chúng ta đã tranh đấu trong bao nhiêu tháng qua. Và mục đích thứ ba nữa là chúng ta yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy không có mở rộng, đừng mở rộng giao thương với Việt Cộng khi nào mà chúng tôn trọng nhân quyền. Đó là ba mục đích chính của chúng ta hôm nay. Đối tượng chúng ta hôm nay không phải là cộng sản ở đây, không có cộng sản nào trong Tòa Bạch Ốc cả, không có Việt Cộng trong Tòa Bạch Ốc. Do vậy chúng ta cũng không có, đã là cộng sản chúng ta sẽ hẹn mấy thằng Việt Cộng một ngày khác, chúng ta sẽ đến đó và chửi thẳng vào mặt nó, đả đảo nó, lôi cổ nó xuống. Đại khái như vậy chúng ta sẽ tranh đấu tại trước Tòa Đại sứ Cộng sản trong một dịp khác. Hôm nay chúng ta ở đây là để bày tỏ sự yểm trợ cho công cuộc vận động nhân quyền ở bên trong Tòa Bạch Ốc của chúng ta mà thôi. Thì sau đây là phần trình bày phát biểu của ông Chủ tịch Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn, là một hội đoàn lớn trong vùng đã từng sát cánh với cộng đồng trong bao nhiêu năm qua trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền của cộng đồng người Việt chúng ta khắp nơi, đặc biệt tại vùng Hoa Thành Đốn. Thưa tất cả quý vị, đây chiến sĩ Tạ Cường Hải. Xin cảm ơn ông Chủ tịch cộng đồng Việt Nam Hoa Thành Đốn Đỗ Hồng Anh. Chúng tôi là Tạ Cường Hải, Chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thành Đốn và phụ cận. Kính thưa tất cả quý đồng hương, kính thưa quý quân cán cảnh Việt Nam Cộng hòa, chẳng những tại vùng thủ đô mà tất cả trên toàn nước Mỹ. Chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị đồng tâm nhất trí tranh đấu cho mục tiêu tối hậu của chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay, đó là tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, tranh đấu cho các tù nhân chính trị tại Việt Nam đã bị giam cầm cho tới ngày hôm nay, và đặc biệt mới vừa đây là ca sĩ Việt Khang, tác giả hai bài hát Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, đã gây xúc động chẳng những tại thủ đô Hoa Thành Đốn và toàn thế giới ở hải ngoại. Thưa quý vị, hôm nay cái mục tiêu tối hậu tôi lặp lại như lời Chủ tịch Đỗ Hồng Anh đã trình bày là tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi muốn người Mỹ, chính phủ Mỹ giới hạn cái sự giao thiệp với Việt Nam, làm thương mại Việt Nam mà không có cái điều kiện nhân quyền. Thưa quý vị, mọi cái hiệp ước nào giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì chúng tôi muốn rằng có cái điều kiện về nhân quyền, thì bây giờ mới nới rộng cái quyền giao thương đó. Thưa quý vị, chúng tôi xin welcome, xin kính chào tất cả quý vị đã đến vùng thủ đô Hoa Thành Đốn cùng với cộng đồng thủ đô của anh em quân cán cảnh Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta cùng nhau tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Xin cảm ơn, kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Trung Châu, là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia tại New York và đồng thời cũng là chủ tịch của khu hội của tù nhân chính trị. Xin mời Nguyễn Trung Châu. Cảm ơn ông Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Hồng Phước và tất cả quý anh chị em trong ban tổ chức. Cuối cùng đã ưu ái nhìn cho tôi được nói lên tiếng nói mà rất là nao nức trong ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất là tôi cũng xin thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia New York và đồng thời cũng thay mặt cho anh em cựu tù nhân chính trị Việt Nam ở hải ngoại rất là nao nức mà đây cùng với tất cả các quý anh chị em và quý thân hào nhân sĩ, quý cộng đồng, quý hội đồng đoàn thể có mặt hôm nay ở trước tòa nhà Liên Hợp Quốc, trước tòa Bạch Ốc. Cái điều mà tôi thấy tại đây là lần đầu tiên, mà cũng đây là một cái lần mà chúng ta cũng sẽ bến xe bắt đầu lăn đi, tức là chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục để có những cái vấn đề mà đấu tranh đoàn kết mạnh mẽ như hiện nay. Và đây là cái việc làm rất là hữu ích của chúng ta và một ban tổ chức cộng đồng hiện ra của Maryland đã kết hợp để chúng ta hỗ trợ cho tất cả những cái đoàn thể của mình vào trong toàn thể, vào trong cái cộng đồng Bạch Ốc cũng như là vào quốc hội trong ngày mai sẽ đạt được một cái thành quả tốt đẹp. Còn đây là một cái đoàn mà chúng ta đã đập thắng vào cái giá lộ cộng thủ Việt Nam hiện nay. Tôi xin chào tất cả quý vị. Cháu là một nhóm trẻ bên Arizona gồm 9 người qua đây và 2 người trẻ đã đi vô trong đó. Thì cháu mấy chú quá cộng đồng mà ra xe nghỉ rồi thì cháu xin đại diện cộng đồng Arizona lên ủng hộ cộng đồng trên DC. Dạ xin hết. Thank you. Cảm ơn cháu. Và kế tiếp chúng tôi xin mời
Anh dược sĩ Dương Quang Tuấn, đại diện cho Liên minh Dân chủ Việt Nam về từ Boston, Massachusetts. Xin mời dược sĩ Dương Quang Tuấn. Tôi cảm ơn ông Đỗ Hồng Anh với anh Lý Trọng Phước là cùng tất cả những cái đại diện ở Washington DC đã bỏ hàng tháng trường ra để chuẩn bị cho cái cuộc họp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý đồng hương đã từ ở xa lặn lội xa xôi đến đây mà không có quản ngại cái đường xa, quản ngại cái sự khó khăn. Để tôi tóm tắt là tôi thấy rằng ngày hôm nay là một cái chỉ dấu rất là tốt về cái sự quyết tâm và cái sự đoàn kết của đồng hương chúng ta quyết tiêu diệt cái chế độ cộng sản và để cứu nguy cho đồng bào chúng ta đang bị bắt, bị giữ, bị nhốt từng ngày từng giờ. Chúng tôi thấy rằng ở trong một cái xã hội dân chủ như thế này, chúng ta hiểu biết, chúng ta tham nhập, chúng ta đã được đào tạo và giáo dục, chúng ta thấy dân chủ là chúng ta phải lên tiếng nói và chúng ta phải có hành động và yêu cầu chính quyền của chúng ta hành xử cái trách nhiệm của họ, cả accountable cũng như là responsiveness, để cho họ đáp ứng lại cái nguyện vọng của chúng ta. Chúng tôi ở Massachusetts là một cái chỗ nghĩa là hàng rào double của John Kerry. Chúng tôi đang đánh gục John Kerry trong cái vai trò làm ra tranh cử tổng thống. Và chúng tôi giờ được cái may mắn có một ông thượng nghị sĩ khác lên nữa là Scott Brown. Giờ kính thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng là không có cái gì mà không thể làm được nếu mà chúng ta có cái sự quyết tâm. Và chúng ta làm chuyện thế này để tạo cái sự kính trọng của người Mỹ, biết rằng là trong một cái xã hội dân chủ, chúng ta hành xử cái quyền của người công dân và trách nhiệm công dân. Chúng ta là con người dân của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta tập hợp và chúng ta ngõ hầu cải thiện cái đất nước này nó khá hơn bằng cái chính sách ngoại giao đúng đắn. Đó, chính sách ngoại giao đó là không có thể toa rập với kẻ gian ác để mà được cái trục lợi cho mình. Đó là chưa kể trường hợp là cộng là chính quyền Hoa Kỳ của chúng ta đã quên đi xoay lưng về những cái sự vi phạm trà đạp nhân quyền và để dùng cộng sản Việt Nam như là một cái móc xích, một cái vòng đai để xiết cổ Trung Cộng. Chúng tôi không chấp nhận chính quyền của chúng ta đang sống bây giờ làm những cái việc sai trái đó. Một lần nữa chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng nói nếu sau cái chuyện mà gặp gỡ này mà Tổng thống Obama cũng như Quốc hội làm yên, chúng ta phải phản biện và chúng ta phải đưa lên cái sự phản đấu đó trên tờ báo Washington Post hay là Washington Times. Đó là trách nhiệm chúng ta. Một lần nữa, cái sự kết hợp của chúng ta là đem lắm lòng chiến sĩ, những anh em hàng ngày hàng giờ đấu tranh lên trong nước để cho sự sống còn của dân tộc và sự trường tồn của quê hương, đất nước của chúng ta khỏi lọt vào tay kẻ thù truyền thống ở phương Bắc. Và cảm ơn quý vị. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục với tinh thần này mãi mãi. Và bây giờ xin quý vị tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho người đã có một sáng kiến đưa ra cái bức tin nguyện thư và bây giờ chúng ta đã được chính phủ Hoa Kỳ lắng nghe. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Trúc Âu. Trúc Âu rất cảm động. Cố gắng không khóc, tại vì khóc thấy có vẻ mình hơi yếu, nhưng mà tại vì các bác các chú làm cộng đồng quá khóc rồi. Nhưng mà cái khóc đó là cái khóc sung sướng, đó không phải gọi là yếu, mà đó là cái khóc của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là ngày hôm nay chúng ta có tất cả mọi người từ tất cả các tiểu bang đến, những khán giả của SBTN, mấy người tâm phải ngầu xuống, những người mà đã cùng cùng lý tưởng với chú Hồ, những người mà Hồ gọi là những người anh hùng thầm lặng đã nuôi dưỡng SPTN tới ngày hôm nay để chúng ta chờ đợi cơ hội này. Cơ hội là gì? Cơ hội chúng ta phải cho đất nước chúng ta đang ở biết sức mạnh của người Việt tự do. Người Việt tự do chúng ta đặt cái gì trên đầu? Chúng ta, những người Hoa Kỳ gốc Việt, theo lời của cha già của Hiệp Chủng Quốc Thomas Jefferson đã nói, mọi người đều có quyền bình đẳng. Chuyện đó chúng ta đòi hỏi là human rights. Chúng ta đã viết thư cho Tổng thống, nhưng mà phải nhớ
chúng ta viết thư cho tổng thống, chúng ta vào tòa Bạch Ốc để làm cái gì? Và tòa Bạch Ốc có quan trọng không? Tối vô không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta phải có 300.000 cử tri sẵn sàng để tạo sức mạnh, để thay đổi. Thay đổi cái gì? Tranh đấu cái gì? Tranh đấu một cái mà rất là bình thường trong cái thế kỷ Internet này. Tại sao trong đất nước của chúng ta một người nhạc sĩ chỉ hát lên những lời yêu nước mà lại bị công an mặc vụ bắt đi, không có trác tò, bắt bí mật, và hiện giờ chúng ta không biết anh Việt Khang đang ở đâu? Chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Chúng ta phải có bổn phận. Đã 30 mấy năm rồi chúng ta đi biểu tình, chúng ta nhớ về quê hương, đủ rồi, chúng ta phải hành động. Chúng ta 1.500.000 người ở Hoa Kỳ, bao nhiêu người có quốc tịch, lần này chúng ta xài hết. Nếu mà chúng ta có 500.000 người có quốc tịch, 500.000 cử tri đó sẽ đi với nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ. Khi người lãnh đạo tương lai đó đặt quyền căn bản làm người, quyền sống của người Việt Nam mình trong nước trên tất cả những quyền lợi khác, nếu tổng thống đương nhiệm họ không thỏa đáng được cái nguyện vọng rất bình thường của chúng ta, nguyện vọng mà chính người cha già của đất nước này, nơi của chúng ta đang ở, đã tuyên bố trong bản tuyên ngôn độc lập tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng đã mấy trăm năm rồi, mà ngày hôm nay Việt Nam chúng ta gần một thế kỷ rồi, người Việt Nam chúng ta không có quyền sống. Tất cả mọi người trong nước họ chỉ có hiện hữu trên cái đất nước của họ đang ở thôi, chứ họ không có quyền sống. Một người sáng tác viết một bài nhạc ra thì bị bắt một cách âm thầm bí mật. Một người nói lên tư tưởng của mình không đồng ý với những gì chính phủ làm thì bị bắt. Và nhất là 14 ủy viên dĩ đăng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước. Chúng ta là những người yêu chuộng tự do, chúng ta đòi hỏi tự do, chúng ta đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, thì những người chính phủ ở trong nước nói chúng ta là kẻ phản động. Chúng tôi không có phản động, chúng tôi yêu nước, bởi vì chúng tôi ở ngoài Hoa Kỳ này, ở hải ngoại này, chúng tôi cả có đầy đủ. Chúng tôi tranh đấu cho ai? Các anh phải nghĩ là chúng tôi tranh đấu cho ai mà các anh nói chúng tôi phản động? Chúng tôi tranh đấu cho những người còn lại bởi vì chúng tôi còn nợ những người còn lại. Cái nợ đó chúng tôi phải trả, từ nợ dẫn lời. Chúng tôi phải rửa oan cho những người lính đã nằm xuống, đã hy sinh vì tự do, để chúng ta có một cái nền văn hóa, một tài sản của quốc gia. Tới giờ này tất cả mọi người đều hát những cái bài trong cái thời đó. Người cộng sản họ làm được cái gì? Họ cố tình với cái văn hóa đó, họ đâu có làm được đâu. Bởi vì cái nền văn hóa của chúng ta là nền văn hóa nhân bản và tình người. Đã đến lúc rồi chúng ta phải hành động. Hành động bằng cách gì? Chúng ta phải bắt chước những cái cộng đồng đã đi trước chúng ta, những cộng đồng như là Do Thái. Tại sao họ có số ít mà họ lại ảnh hưởng cả nước Mỹ? Quốc hội, quốc hội là nơi đã bỏ chúng ta, bỏ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta năm 1975. Quốc hội đã đi, quốc hội thời đó đã đi ngược lại cái lương tâm của người Mỹ. Quốc hội đã đi ngược lại cái những gì mà cha già của nước Mỹ dạy. Chúng ta những người dân Hoa Kỳ đóng thuế, chúng ta là những người Hoa Kỳ, phải dùng sức mạnh của chúng ta và phải đi tới quốc hội để yêu cầu quốc hội là chúng tôi không đòi hỏi gì kinh khủng hết. Chúng tôi đòi hỏi một chuyện rất bình thường, đó là chúng tôi chỉ yêu cầu quyền căn bản làm người mà Thượng Đế đã ban cho tất cả mọi người trên thế gian này. Quyền căn bản làm người mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận từ năm 1948. Cái quyền đó chúng tôi, người Việt Nam chúng tôi không có. Chúng tôi là những người ở hải ngoại chúng tôi có, những người trong nước chúng tôi không có. Mà tại sao những người ở trong nước, những nhà chính quyền cộng sản của chúng tôi là phản động? Chúng tôi đâu cần phải tranh đấu, chúng tôi tranh đấu cho những người còn bỏ lại, những người còn kẹt lại, những người lính đã hy sinh xương máu của mình. Xương máu của những người lính có khác gì xương máu của những sĩ quan HCO đâu? Mà tại sao những người sĩ quan HCO lại được đi mà những người lính lại không được đi? Những người thương phế binh gãy chân đó, họ, tương lai họ như thế nào? Con cháu họ sống như thế nào? Họ không có quyền làm người, tương lai họ sẽ làm nô lệ cho ngoại bang sao? Chúng ta không thể nào ngồi đây mà nào im được nữa, không phải. Chúng ta không thể nào ngồi yên. Yeah. Chúng ta phải hành động. Yeah. Và khi mà chúng ta hành động thì chúng ta sẽ có sức mạnh. Và sức mạnh của người dân của chúng ta sẽ mạnh hơn sức mạnh của những kẻ đang cầm quyền. Và những người đang cầm quyền ở Việt Nam phải biết 14 anh ủy viên chính trị đảng, thực sự các anh chỉ có 14 người thôi. Chúng tôi có
90 triệu người chúng ta cùng dòng máu, cùng một lý tưởng tự do, cùng một quyết tâm là bảo vệ sang sang toàn vẹn con bài tổ tiên mình đã dựng lên. Chúng ta không thể nào để một tắc tắc mà cho phương Bắc để mà xâm phạm. Chúng ta sẽ bảo vệ sang sang của chúng ta. Không thể nào. Không bao giờ. Mất một tắc tắc của ông bà chúng ta để lại 14 ủy viên chính trị chính trạng đảng ở Việt Nam, 14 ủy viên chính trị đảng của các ông. Đúng là kẻ phản quốc. Chúng ông phải nhớ những người bán nước trong lịch sử chúng ta đã kết cục như thế nào. Các ông bây giờ nên trả lại đất nước cho những tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ 20, những tuổi trẻ mà lòng yêu nước họ đang sùng sục lên, nhưng mà họ bị bắt vào tù bởi vì các ông nói họ là phản động. Kính thưa các ông, họ không phản động, họ đang yêu nước đó. Còn các ông mới là những kẻ phản quốc. Các ông nên đi sớm đi. Các ông đi sớm, các ông cầm tiền, các ông mang qua ở ngoài, nước ngoài ở, sống sung sướng. Chúng tôi sẽ không tìm thấy các ông đâu. Chúng tôi sẽ làm lỡ. Chúng tôi chỉ gian xin các ông đi thật sớm để cho đất nước chúng tôi, các con cháu chúng tôi, những người mà chúng tôi bỏ lại, cái tương lai của đất nước Việt Nam chúng tôi có được tương lai. Còn các ông còn ở lại thì chúng tôi sẽ tất cả mọi người dân Việt trên toàn quốc và những người Việt Nam toàn trên thế giới, chúng tôi sẽ hành động và tới giờ đó thì sẽ trễ cho các ông đó. Thank you. Nước thì bị bán, người dân con nít thì đi xin ăn từ không còn ở Việt Nam nữa mà phải đi xin ăn qua tới bên Campuchia luôn. Chính Trúc Hồ là người đã gặp những trẻ em đó. Các trẻ em còn trẻ 12-13 tuổi thì bị bỏ vào những cái động để mà bán. Cái những cái chuyện đó làm sao các ông làm ngơ được, làm sao các ông có thể để cái chuyện đó xảy ra cho đất nước của chúng ta được. Gần cả một thế kỷ nay rồi, chúng ta phải lên tiếng. Không phải lên tiếng không, chúng ta phải hành động. Mà chúng ta vẫn phải hành động bằng cách nào? Bỏ phiếu. Đi bầu. Đi bầu cho tổng thống nào đáp ứng nguyện vọng của chúng ta. Đúng rồi. Nguyện vọng của chúng ta là cái gì? Yeah. Yêu Minh Rai for Việt Nam. Yeah. Quyền cho Việt Nam. Yeah. Quyền làm người. Yeah. Căn bản làm người mà Thượng Đế đã ban cho tất cả mọi người trên thế giới này. Đó, chúng ta bằng cái gì? Chúng ta phải đi bầu. Yeah. Và nếu mà tổng thống đương nhiệm không thỏa, không cần dân chủ cộng hòa ai giúp cho Việt Nam. Đúng vậy, nếu mà tổng thống hiện thời đã không theo nguyện vọng của chúng ta vì lý do nào đó, vì một cái policy gì đó, thì chúng ta sẽ dầm 300.000 cử tri đó, 400.000 cử tri đó, 500.000 cử tri đó đi tới đảng Cộng hòa. Yeah. Chúng ta phải đặt quyền lợi của người dân trong nước trên tất cả quyền lợi của hội đoàn, cá nhân, đoàn thể, đảng phái. Tất cả mọi chúng ta cùng một cái thôi. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là người Việt Nam. Yeah. Chúng ta là cái gì? Việt Nam. Việt Nam là chúng ta là cái gì? Việt Nam. Đúng vậy. Nhân quyền cho Việt Nam, quyền sống. Quyền sống nó quá đơn giản. Quyền sống là chúng ta muốn nói được gì chúng ta nói. Chúng ta muốn sáng tác một bài nhạc. Cứ nhìn anh Việt Khang, một người tuổi trẻ sinh ra sau 75. Anh Việt Khang, mặc dù tuổi trẻ không được biết thế nào là tự do, nhưng mà sống với cái chế độ cộng sản như vậy, anh đi chơi nhạc từ Nam ra Bắc, anh thấy được những cái thảm trạng của đất nước, anh thấy được cái nỗi đau của người dân, anh không thể làm ngơ. Anh biết anh ở tù, anh vẫn biết nhạc. Thì anh Việt Khang là cái gì? Anh hùng. Anh hùng không chưa đủ. Chiến sĩ yêu nước, tất cả chúng ta đều là chiến sĩ yêu nước. Việt Khang là vĩ đại nhất của thế hệ mới. Không phải luôn. Việt Khang là một trời gửi xuống cho chúng ta đó. Ý trời đã nói, chúng ta, ý trời và đồng dân sẽ đứng lên và phải làm được cho tới khi hơi thở cuối cùng. Người Việt Nam của chúng ta phải được quyền sống như một con người. Đã 37 năm rồi, chúng ta có thể có hiện tượng nào lạ không? Hãy nhìn kỹ đi, khi nào mà chúng ta có hiện tượng gì lạ đó là chuyện lớn sẽ xảy ra. Năm nay là năm con rồng. Một nhà sư của chùa Thiệu Ngữ đã nói với Hồ trong bữa đêm giao thừa. Ông đã nói như vậy, ông là một người Mỹ nhưng mà ông đi tu. Ông đã nói, the year of the dragon, tức như là năm của con rồng, the year of the energy, là một năm của đầy sức mạnh, mà đó là positive energy, đó là những cái sức mạnh mà chính nghĩa. Nhưng chúng ta phải biết gom cái sức mạnh chính nghĩa thành một nguồn thôi, một khối thôi, tức
chúng ta phải cái phải là gì, chúng ta phải là nước. Từ những cái con rạch chúng ta trở thành cái dòng sông, từ dòng sông chúng ta sẽ tiến ra biển, và biển đó là biển gì? Biển đó là biển tình yêu, biển sự thật. Chúng ta mang tình yêu này về để xây dựng quê hương, chúng ta không mang hận thù, chúng ta mang tình yêu để xây dựng lại quê hương. Chúng ta tranh đấu cho cái gì? Chúng ta tranh đấu cho căn bản quyền làm người. Chúng ta phải nhớ chúng ta cái chuyện đó. Chúng ta không muốn xương máu xảy ra trong đất nước chúng ta nữa, chúng ta không muốn chiến tranh nữa, chúng ta không muốn gọi là những đau khổ sẽ cho dân tộc chúng ta nữa. Chúng ta phải đấu tranh một cách thông minh hơn bằng cái lá phiếu của chúng ta, bằng cách chúng ta phải bắt buộc Quốc hội Hoa Kỳ, những người đại diện cho chúng ta phải thực hiện những nguyện vọng của chúng ta như một người dân Hoa Kỳ. Những người nào mà không thực hiện nguyện vọng của chúng ta không bầu. Yeah! Tổng thống đương nhiệm không thực hiện được nguyện vọng của chúng ta không bầu. Không bầu. Chúng ta đặt quyền lợi của người dân trong nước trên hết tất cả quyền lợi đảng phái tôn giáo. Yeah. Cá nhân đoàn thể chúng ta cùng một dòng máu. Chúng ta muốn thấy trong năm nay người Việt Nam phải có quyền sống. Yeah. Cái đó mình có đòi hỏi nhiều không? No. Quá đơn giản. Một chữ thôi. Quyền sống mà không có thì sống để làm cái gì? Phải không? Bây giờ mình nhìn về quê hương mình nhìn ở đâu mình cũng thấy mình không muốn mở con mắt mình. Ha? Mình về Việt Nam mình nghe mình muốn bịt cái lỗ tai mình lại, hai con mắt mình muốn đóng nó lại, mình không muốn thấy, bởi vì mình thấy mình sẽ thành phản động. Theo những lời của chính phủ họ nói, chúng tôi không có phản động, chúng tôi là những người yêu nước, yêu công bình, yêu tự do, yêu công lý. Các anh là những kẻ phản quốc, phải nhớ các anh nên đi sớm đi, lâu quá. Đó chúng tôi mà bắt buộc quốc hội được. Chúng tôi bắt ra những cái bộ đạo luật quốc hội, cấm những cái đồng tiền gọi là tham nhũng của các anh. Chúng tôi mà bắt buộc quốc hội phải thông qua dự luật nhân quyền, thì cái đó là ngày tàn của các anh á. Bây giờ đi còn sớm á, năm nay nên đi, đừng để trễ. Chúc khổ, anh là người góp lửa, đốt cháy tụi nó. Anh là người góp lửa, tất cả chúng ta ở đây đều là người hùng. Tất cả chúng ta ở đây đều là có lòng kính trọng của chúc cá nhân chúc hồ. Những người đang đứng với chúc hồ ở đây ngày hôm nay đều là những người chúc hồ đều kính trọng. Và chúc hồ gọi những người này là những người anh hùng thầm lặng. Nhưng mà đã đến giờ chúng ta không thầm lặng nữa mà chúng ta phải hành động. Ngày 5 tháng 3 2012, mỗi năm chúng ta sẽ nhớ là ngày gì? Nhân quyền cho Việt Nam. Ngày nhân quyền cho Việt Nam. Yeah. Và chúng ta sẽ trở về Việt Nam với tư cách nào? Không, chúng ta phải trở về Việt Nam với tư cách thiên nhiên. Chúng ta phải về Việt Nam với tư cách chúng ta có tự do, dân chủ cho người dân. Chúng ta về Việt Nam khi chúng ta thấy được trẻ em được đi học. Chúng ta về Việt Nam để thấy bác nông dân được có nơi, có đất để bác làm cày ruộng. Chúng ta phải về Việt Nam để thấy những người công nhân của người Việt Nam của chúng ta không bị bóc lột bởi những ông chủ ở ngoại quốc vào. Cái đó là chúng ta sẽ về trong cái tư thế đó. Đúng rồi. Tại sao hỏi chúng ta có được quyền về Việt Nam không? Nước của chúng ta mà tại sao chúng ta không có được quyền về? Chúng ta sẽ về nhưng mà về trong cái tư thế nào? Chúng ta sẽ về trong tư thế hiên ngang mà về. Tự do công lý, tự do công lý, công bình, quyền sống, quyền làm người. Khi mà chúng ta tranh đấu được chuyện đó chúng ta sẽ về. Chị muốn hát anh là ai hả? Ta hát không? Anh là ai không? Xin hỏi anh là ai? Sao bác tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao bác tôi đang ngộ lúc nương dài? Xin hỏi anh là ai? Sao bác tôi cũng được to bài? Tình yêu quê hương này, dân tộc này. Tất nhiên là cái gì?
là chúng ta phải hành động. Yeah, ta đứng dậy để con cháu ta được cái gì? Được quyền làm người. À, bây giờ chúng ta phải cùng nhau đáp lời sông núi. Yeah. À, tốt không? Yeah. Rồi bây giờ nha, 1, 2, 3, 4 nha. Yeah. Anh em ta đáp lời sông núi, tổ quốc Nam Huy sương máu này ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, bằng lời gian sáng ta thề chết cho quê hương. Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hơn là vương, đây lý lẽ cần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sông. Quyết bảo vệ gian sáng từng đất đất, từng cây cò, từng phố phường, từ con đường, từng bờ biển quê hương. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Đồng quốc Nam Huy sương máu đầy ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian sáng ta sẽ chết cho quê hương Việt Nam. Việt Nam.